Chào bạn, chào mừng bạn đến với Cơm Quê TV. Ôi nhá. Hôm nay anh em mình lại có cơ hội đón tiếp với anh Tất Tĩnh cả mọi đây. Người trên kênh Cơm Quê TV nhá. Hôm nay lại lên chơi với anh em Cơm Quê các bạn ạ. Tay lên lần nữa thăm mới sức khỏe tất cả mọi người. Hôm nay lại anh em trên kênh. Anh em thằng Cao Thành chào mọi khán giả đi. Chào tất cả. Đẹp trai nhất đấy. Hôm nay thì anh Tĩnh lại lên chơi thì lần trước ở nhà anh Niên rồi. Hôm nay mình anh em mình dẫn anh Tĩnh về nhà Tài chơi. Đấy. Lần sau nữa anh lên này mình lại dẫn về nhà mình chơi đấy lần lượt. Đến Tết Nguyên đán này thì lại lên em Sơn chơi. Dạ vâng. Chăm sức khỏe gia đình chiến ý. Đấy, hôm nay thì vào nhà Tài em. Và hôm nay thì cũng đâu đây có món này, có món đồ gọi là tí rừng rừng đây. Chào bạn đó. Đồ rừng đi lấy món này với lại là lấy gia vị. Ra ngoài luôn. Anh Tĩnh thì nói chung là thưởng thức chắc là cũng rất là nhiều món rồi đúng không? Đây, chắc cái món này là anh khoái. Đây vậy. Rúi thì đây là rúi ở núi ở trên em đấy. Rúi chuẩn luôn. Đây là rúi đào vậy nhá. Hôm nay thì anh Tĩnh lên anh thì xem qua chứ này được trông trực tiếp đấy. Đây là con rúi người ta đi đào ở trên rừng về các bạn ạ, thì nó rất là dữ nhá. Còn con rúi mà nuôi ấy thì nó rất là hiền và nó không kiểu nó bạo dữ như này bạo như này đâu. Con này cả nó béo nữa. Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà anh động vào là mấy lần anh cũng xem ở trên kênh trên Lào Cai là họ quay. Vâng. Nhưng mà hôm nay mình trông hết tận mắt. Tận mắt cái con rúi đào này ạ. Ừ, nay anh đi trông mắt con trông thế ở trên đấy mà mình trông đứt tay. Dạ vâng. Đứt tay luôn, thấy tay là vào cắm đất ngón tay. Đúng rồi đấy ạ. Đấy, hôm nay thì anh Tĩnh anh một trong những người rất là thích ăn món tiết canh. Hôm nay anh em mình quyết định làm tí tiết canh rúi anh thưởng thức. Món này chắc là khoái khẩu luôn anh nhỉ. Rồi ok. Với lại đúng chưa được ăn bao giờ. Cái này thì đứa bắt thế nào? Thì đứa em sẽ bắt nhà anh. Họ đi lên núi họ đào anh ạ. Theo à tí nữa mình đây rồi thì cứ cầm đuôi. Cầm đuôi, xách đuôi lên là xách đuôi lên là được. Nó không như chuột không máy. Không. Đấy, hôm nay thì có rúi này với cả có thêm món của ở nhà Tái Em nữa các bạn nhé. Nhà Tái Em ấy bảo có con ngan to lắm, ngon. Lại có cỗ to đây. Đấy, vâng. Đi đun nước các bạn. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ vắt tay vào để làm một vài món để đón tiếp anh Tĩnh lên chơi các bạn nhé. Đấy, bây giờ đi bắt ngan nữa nhỉ. Anh em mình bắt tay vào làm đi. Vâng, ok anh. Anh em mình sẽ tiết canh, đi hãng tiết canh. Hôm nay có các em ngan nữa nhá, vừa tiết canh ngan vừa tiết canh rúi mọi người ạ. Cả rúi cả ngan. Thế cái tiết canh rúi với tiết canh ngan là anh hãm cùng một kiểu hay là khác nhau? Khác nhau, rúi thì hãm bằng muối các bạn nhé. Lưng thìa muối với lại 1/3 bát nước này, bạn hãm là rất chuẩn luôn. Cho anh Tĩnh anh trải nghiệm bắt ngan luôn. Con này siêu to khổng lồ đấy, phải 5 cân à? To đấy. Hai anh em đang lùa mà chưa lùa được. Anh em mình vừa bắt ngan. To các bạn. Con này phải 5 cân. Trên 5 cân. Trên 5 cân các bạn. Thoải mái tí canh các bạn. Phải giữ để mình đi bắt đầu xem phao. Xem phao đẹp. To. Con này to thật sự, nặng. Vẫn như thường lệ các bạn ạ. 1 2, 1 mắm 2 nước các bạn nhá. Đấy là trên canh ngan. Còn rúi thì đây lưng thìa muối các bạn cho có thể 1/3 bát nước. Đấy tầm này. Đợi đánh tan đã, xong mình cắt tiết ngan trước. Siêu đánh tiết canh. Nông Văn Niên siêu đánh tiết canh. Bên này thì là mắm để hãm tiết canh ngan. Một mắm hai nước, con ngan này mình có muốn đánh nhiều hay không thôi chứ còn thực sự con tầm 5 cân này đánh chắc cũng phải được gần 20 bát đấy anh nhỉ. Nếu mà chia ra mình làm thì dành để chăn nó gầy đi. Nghe gì cũng ăn như ở dưới mình nhỉ. Chăn một mắm này. Mấy anh bảo là thấy ngan ở trên này ngon quá, đặt mua để về thịt dần các bạn ạ. Ngan đen ở trên này. Anh Tĩnh là đặt mấy con rồi? Chắc khoảng 6 con. 6 con. Chú Niên chú cho 4 con lấy giả tiền 2 con. Thế luôn rồi. Rồi thì tí nữa lại bắt cho có 2 con tài ạ. Lại bảo em không bắt được, bắt được đúng 2 con anh ạ. Không, mình tính mình cũng ấy mà các bạn ạ. Mua 1 tặng 1. Nhưng mà tính tiền thì tính tiền 2 con đấy là tổng cho 6 con rồi, đúng không? Mua 1 tặng 1. Đấy bây giờ thì anh em sẽ lấy tiết các bạn nhé. Hôm nay đánh sẽ vừa tầm tiết canh thôi. Cũng đánh nhiều quá lại ăn không hết. Anh ăn hải bát. Ok, hải bát thoải mái. Đây là 4 bát tiết canh ngan này,
Thực ra là thừa đấy các bạn, anh em mình chỉ lấy 4 bát thôi. Đây là tiết canh rúi, rúi thì nó bé chỉ được bằng này thôi. Con rúi được 1 cân, con kia tận 5 cân. Nên là lượng tiết nó chắc phải tương đương theo cân anh ạ. Đấy, bây giờ thì anh em mình tiếp theo là đi chắc là chuẩn bị nhân để đánh tiết canh. Anh Tinh anh cứ đang bảo là từ bé đến giờ mấy chục năm này mới mó vào cái con ngan to như thế này. Với anh không có loại ngan này. Nó chỉ có ngan trắng thôi. Ngan trắng thì nó căng chắc tầm 3 cân là căng. Chỉ có 3 cân thôi. Tại vì mình rất cân dần. Anh thấy ngan trắng có loại to được. Có lần trước có cái loại cái con ngan như này này. Anh Nhiên vừa bảo 7 cân thì biết chắc hôm đấy nhìn cũng choáng luôn đấy nhỉ. Anh xem thấy cái con xịt những con to nhưng mà miễn là thực mắt đấy. Thực mắt đấy. Cái này thấy còn trên video thì cũng thấy rất nhiều lần rồi. Còn tự bây giờ hôm nay mới là lần đầu tiên được mó mó vào con lông con ngan to thế này. Hôm nay thì chắc là tiết canh anh em sẽ đánh xương sống với ở đầu cổ các bạn ạ. Hôm nay thì anh em mình có chuẩn bị thêm cả một tảng thịt bò đấy các bạn này. Thịt bò thì cũng là thịt bò tươi sáng mổ phát anh em mình ra đấy mình mua luôn. Ui, quả tim của con ngan này các bạn ơi, to cực to luôn. Hôm nay sẽ có cái món lòng mề xào rau dớn các bạn ạ. Rau dớn à? Có thấy đổ rau dớn to đùng kia rồi. Ok, bây giờ anh em mình thái hết ra để cái phần thịt bò này anh em mình nướng nhé các bạn nhé. Bây giờ anh em mình thái ra để tẩm ướp đã, xong rồi tí nó ngấm hết gia vị xong là anh em mình được than phát là nướng luôn. Nướng tái, ăn tái mới ngon các bạn ạ. Đây là rau dớn các bạn nhé. Rau dớn này ở trên chỗ anh em mình cũng có khá là nhiều. Cái này tí phải làm tí lá đu đủ chứ anh nhỉ? Để cho nó đỡ nhớt. Anh tính là ăn rau dớn chắc cũng ăn rồi chứ? Anh dưới nhà thì chắc đồ đóng phải nhiều miếng là không cả. Vâng. Dưới nhà cũng có. Anh tính cũng hay đi lên trên Lào Cai chơi. Đấy thì trên Lào Cai thì cũng có loại rau này thôi. Rau dớn thì trên này thì nhiều dưới nhà cũng có. Vâng. Đấy, hôm nay sẽ xào lòng mề với cái món này ăn khá là ngon các bạn ạ. Đấy, chuối thì hôm nay mình sẽ nấu với chuối các bạn nha. Bởi vì là có các anh lên chơi ấy, thì anh em mình sẽ nấu theo cái phong cách của ở đây ăn ở trên miền núi luôn. Đúng rồi. Thì để cho các anh thưởng thức đúng vị. Em rúi này thì không chất lượng bằng em rúi được hôm nọ được các bạn ạ. À, nhưng mà cũng chất lượng khá là ok. Không, cứ là rúi rừng là ngon rồi. Chính xác. Con này là em rúi cái các bạn ạ. Cái còn có cả trễ đây này. Đấy, hôm nay có được cả trễ rúi các bạn nhé. Trễ rúi rất là bé rồi, nó cái con này nó nhỏ nhưng mà thịt thì nó lại rất là khác biệt đấy các bạn này. Đúng cái lớp mỡ mà của cái con rúi nuôi ấy nhỉ, thì nó dày cộp bằng như thế này mà con này thì thịt nó không được như này đâu. Thịt nó không bao giờ đỏ như này. Đấy, quá ngon. Thế thì anh em mình sẽ lấy đỗ mặn của muối các bạn nhá. Cho muối vào rang cùng với cái hành khô ấy thôi. Nhổ nó thơm với vị muối. Rúi vào đảo các bạn ơi. Khi mà mình lôi cái lực lò ra xong rồi lấy chặt củ. Rúi này thì anh em mình sẽ nấu với cả chuối các bạn ơi. Cho chuối vào đảo các bạn nhá. Chuối này là lấy anh Tĩnh anh thái đấy các bạn. Anh bảo là đầu tiên anh thái chuối mà thái tầm này là đẹp rồi. Nó đẹp rồi anh ạ. Ăn được. Không cứ có rúi này thì cho cả cây vào nấu thì cũng chuyển được mà. Vẫn ngon. Rồi anh em sẽ nếm thêm gia vị nha, mì chính này các bạn này. Cho thêm 2 thìa hạt nêm nữa là ok đấy. Mình cho nước đun. Cho nước vào đun một lúc. Đấy, tùy theo mức độ rúi già thì anh em đun lâu tí nhá. Còn rúi bình thường thì cũng không cần phải đun lâu quá đâu. Cho nước vào ninh nha các bạn nha. Ok. Món thịt rúi và rúi rừng thì cứ nấu đơn giản thế này thôi nhá. Được phát anh em có ngò gai hoặc là mùi chỏ ít vào nữa là ok rồi các bạn ạ. Con ngan to thì anh em mình mang đi luộc rồi.
ăn cho nó ngọt thịt. Rồi mình tẩm ướp cái món bò nướng tảng nha các bạn nhé. Nguyên liệu phụ để mình tẩm ướp vào món thịt bò hôm nay các bạn là mình dùng hành với tỏi nha các bạn nhé. Rồi, bây giờ đập dập và dã gọt thật nhuyễn để tẩm ướp. Rồi. Ok, thịt bò anh em cho vào nồi để ướp cho nó đậm vị hơn, cho cái nguyên liệu phụ vào nha các bạn nhé. Tỏi, hành. Đấy, cho một gói bột cà ri, một gói bột ngũ vị hương các bạn ạ. Mì chính các bạn nhé. Đấy. Sa tế. Chút mắm. Này, cái này đồ nướng này mình sẽ lấy độ mặn của mắm với dầu hào các bạn ạ. Nó sẽ thơm hơn. Thêm hạt tiêu các bạn nhá. Hạt tiêu là xong cho dầu ăn nữa, anh em mình đảo đều để trong vòng khoảng 30 phút thì anh em mình mang đi nướng. Cái này các bạn cứ đánh 1-2 các bạn nhé. Đây là tiết canh rúi nha. Đây, bây giờ mình bắt đầu đong. Cái này hôm nay rúi này thì nó được ít tiết đấy các bạn. 1-2 nước. Ok. Rúi này chỉ làm được 3 bát thôi. Ít tiết. Ok. Nói chung là dúi này phải đuôi ba con của anh thì mới nhiều được. Nhưng mà thực sự là để mà kiếm được một con dúi rừng bây giờ đào thì cũng khá là khó. Ít nên là một con này là còn ok lắm rồi các bạn. Rồi, ba bát cái canh dúi. Tiết canh ngan này đi nha các bạn nha. Rồi, hớt cái mắm ở trên này đi các bạn này. Đấy, nhiều bác bảo là tại sao cứ học theo anh em cơm quê mình làm được nhưng mà mỗi tội lúc đánh nó bị mặn đấy, cứ hớt bớt cái mắm ở trên chóc này đi thì nó sẽ không mặn nữa. Đấy. Các bạn xem qua mất cái đoạn này rồi, các bạn không hớt mắm này đi thì bánh này nó sẽ mặn. Cái mắm này nó nổi lên mà cho nên là hớt đi thì nó sẽ không bị mặn nữa, để thì nó sẽ mặn đấy. Trước khi đánh thì các bác cứ hớt đi nha. Đấy, xem video xem kỹ đoạn này các bạn, không bị mặn mất. Tiết canh ngan này thì anh em mình có nhiều tiết ấy. Nếu thích thì đánh 1-1 cũng được. Hoặc là vẫn là 1-2 các bạn. Một tiết, hai nước. Hôm nay đánh 6 bát rồi các bạn nhé. 6 bát tiết canh ngan. Mà vẫn còn thừa rất là nhiều tiết ấy. Bò nướng các bạn ơi. Để cả tảng cái này nướng tí cho nướng bên trong nó vẫn còn hồng hồng tuyết tuyết nhé. Để thái ăn cho nó ngọt. Không có bị khô quá, nó dai các bạn. Ok đấy. Bò tươi mà nướng kiểu như này là mới ngon này. Đây là lúc đang xẻo là mình lấy lu ấy. Người ta đang pha thịt. Để nó tươi. Đang mổ sáng mà. Ok rồi đấy, các món cũng hòm hòm rồi các bạn ạ. Ngan thì cũng được xong rồi. Ra xem chặt ngan các bạn. Đây quả ngan các bạn, nhìn thấy vàng chưa? Khá là to. Hai đĩa. Hai đĩa to luôn. Quá to. Thịt nó dày. Nó dày mềm cục luôn. Phải xẻo xẻo mới bập được cơ. Rồi, anh em mình múc canh chuối chuẩn bị lên mâm các bạn nhá. Thì rúi đấy, bò thì anh em mình nướng tay tái thôi đấy, rúi được 3 bát, bát này hơi ít này. Rồi, đây đến chuẩn bị ngồi thôi. Đã làm xong các món rồi, bây giờ bày ra ăn ở ngoài sân nhà tài cho thoáng các bạn nhé. Nhờ thêm Lan với cả Nga hộ tí. Ôi da, tiết canh tí nữa phải... say còn có người rửa bát đúng không? Ê giời, không cứ để đấy bọn anh rửa cho. À thế ạ. Là tí say người rửa bát. Đây là tiết canh rúi thì để riêng là thì nó đấy màu khác các bạn nhá. Màu của tiết canh rúi thì nó các bạn nhìn thấy không? Nó tươi hơn màu của tiết canh ngan các bạn ạ. Đây là rúi này, ngan này. Xào hoa các bạn ạ. Đây là hoa hoa bí nhỉ? Đấy. Rau dớn. Rau dớn bên này.
Đấy, tiết canh ngan, tiết canh rúi. Đây để tiết canh rúi ra của. Đây bát tiết canh rúi này là phải riêng cho anh Tĩnh. Đấy. Đấy anh em đây tiết canh rúi lên nữa. Đây bạn. Rồi mọi người vào mâm thôi chứ nhở, đợi tái em với cả uống rượu bạn. Tất cả khán giả trên kênh TV Cương Quyền TV ăn cơm với anh em nhá. Vâng, từ từ phải đợi một món nữa các bạn anh ạ. Món quan trọng nhất. Cứ 10 dần. Món cách cay. Thịt bò này thì nước tái đấy các bạn nhá. Nước tái hoặc là cắt vừa miếng anh em cuốn thịt bò chấm với xì dầu mùi tạt đây. Này còn hơi chín rồi đấy. Đồng chí Thành khéo tay cắt. Chưa vợ các bạn ạ. Chưa mảnh nhỏ bắt vào nhá các bạn nhá. Ai có nhu cầu đến thì liên hệ với cái số điện thoại Cương Quyền TV anh. Sao lại lại liên hệ lại với anh Thành. Hà Nội chưa vợ đấy. 100%. Anh 1989. Vâng, ui tầm này mới ngọt này. Em thích nhất cái loại này. Kiểu ăn thịt dê mình lại thích ăn táp ấy các bạn. Ăn kiểu thịt sống ấy. Cái này nó hơi còn hơi kỹ. Hơi kỹ. Anh hơi rồi hồng hồng anh thích kìa. Cái này nó hơi kỹ. Cái này nó ngọt. Ăn thịt tái nó chẳng ngon. Ngon con xào thì có ăn nhỉ. Cái bản nó là thịt tươi ấy. Mới ngủ sáng này là mình làm này mới ngon rồi. Ăn món nóng này đi anh ơi. Đến giờ là ra cái món này rồi. Món này là món quan trọng này. Đấy. Phải có cái này. Làm lưng với chị ấy tí nữa. Tối nay là có đi làm. Rồi dùng luôn bên đấy cô ấy, mấy chị em dùng luôn. Làm chén. Đây cho em một bát trên đây múc cho dễ. Đây. Để cho hẳn cái này ra. Đấy. Xong chưa? Rồi, mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá. Khán giả của kênh Cơm Quê TV ăn cơm với anh em ở Hà Nội đây lại lên thăm. Đúng rồi. Anh em trên này lần nữa thì báo cáo với bác gái là tối qua bọn em cũng qua đây qua trên này nhưng mà chưa sang được nhà bác thì hôm nay nói chung là bác có tất cả anh em Cơm Quê TV làm mâm cơm để tiếp đón mấy anh em với cháu nhà em thì em chả biết nói lời xin cảm ơn chúc bác có toàn thể gia đình một sức khỏe dồi dào năm mới hạnh phúc thì em mời bác không hiệu mời tất cả anh em đi. Ok rất là cảm ơn anh, cảm ơn các anh đã lên đây chơi với cả thăm mấy anh em Cơm Quê. Lần sau anh Tĩnh lên là địa điểm chắc chắn là đến nào nhà mình rồi các bạn ạ. Rồi là trước nhà thôn Niên. Cứ anh em cứ nhau thì cứ một tháng hơn tháng thì lại đến hỏi thăm sức khỏe. Dùng đi anh ơi. Cả nhà dùng đi nhờ. Dùng tí tiết canh đi anh. Thì bác gái trước em lên tài là có chuyện này. Chắc không. Anh cứ dùng luôn cả bát này đi. Không cần phải xẻ ra đâu. Em ăn tiết canh ấy. Đủ. Rượu ngon. Ngon tuyệt vời đấy. Ngon lắm. Anh thông cảm, khán giả thông cảm. Miếng to hơi phồng mồm. Phải thế anh ạ. Thế đây chơi là cứ phải ngoánh miếng to, chén đầy. Khán giả yêu quý kênh Hải Sa Ba thì tới đây lên giao lưu với mấy anh em trên này vui mà thoải mái lắm. Và lại thanh tịnh. Sạch sẽ, không bình yên, tự nhiên, thoáng mát. Anh chỉ làm tí tiết canh đi thôi. Cho anh làm miếng, mời cả nhà nhá. Mình anh hai bát cơ mà, phải đôi bát. Cứ làm anh là xấu hổ. Không có gì. Ôi dúi. Chứ chắc là do em đánh nhân tiết canh hơi to hả sao ấy. Bắt quất ở đây. Quất tiết hơi ít ấy, đánh nó hơi khó, không ăn được. Ủa cái cải này nó cay rồi mình cuốn cái thịt bò ăn được thế đấy. Phi nóc luôn đấy. Lên đến đỉnh đầu rồi. Đây. Trong cái kia. Anh cay nhà. Cái này nó cũng cay. Đây cái này cũng có. Cái này cả nhà thôi thì bọn anh lên thăm sức khỏe bà, con thì gia đình, thì rồi chú gọi là con bà đây chủ nhà đến chú, thì chú anh cũng chúc chú giờ năm âm lịch thì chưa đến, người đá nhưng mà dương lịch đã qua rồi. Chúc chú hết năm nay sang năm 2024 tìm được người như ý cưới làm vợ để một anh lên dự tiệc cưới từ Hà Nội đến Tuyên Quang. Ui hợp lý quá anh ạ. Nhá. Vâng. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn nhá. Thôi dùng cái cải này nó cũng hơi cay cay. Sang em niên để tí nữa chúc anh cái thế nào đi để cho anh tỏ gái. Có chứ anh. Nhưng mà phải được uống riêng một chút anh. Ông chắc sau này anh làm khoảng 30 chén mà. Đúng 30 chén. Đúng 30 chén ạ. 2 chén rồi.
Đấy, em xem nào, đổi chén cho anh Tĩnh đi. Vì cái chén này 30 chén là không không đủ rồi. Mình phải làm cái chén to to một tí ấy. Không được. Có chén to. 30 chén này thì không đủ đô với anh Tĩnh rồi. Mai vì vợ con lại bảo là đi chơi về mà lại mệt lả mệt lười chồng như mất sổ gạo rồi. Buồn. Cái đợt trước lên anh những cái bữa trưa là anh ăn anh mệt mệt lắm đấy, nhưng hôm nay thoải mái em ạ. Vâng, hôm nay thoải mái đây. Anh thử món rau dớn đi, rau dớn xào với cả một ít lá đu đủ ấy, chắc là ngon đấy. Mời cứ ăn thử xem cảm giác thế nào. Ai làm gì anh, anh mấy anh em cũng thử luôn đi, thử luôn nó cũng là họ dương quá. Anh thử luôn miếng rau đi. Lần đầu thử, lần đầu thử thử ngay chứ đấy. Ngon được, có đắng quá không? Nhưng mà ai không ăn được đắng thì đắng ngon. Hai lần thì lên đều ngồi về gần trung niên với Thành hai lần luôn. Không đắng đâu, nếu mà đã xào với lá đu đủ lá ngon mà. Mà với rau dớn thì lại nó hợp nhau. Sao cái này phải cho một ít mẻ anh? Có sao rồi, nhưng mà ít quá à? Không chua à? Đấy, có ngon mẻ à? Có đắng chút nào đi. Đầu tiên cứ tưởng là dương xỉ. Dương xỉ. Nhìn cũng khá là giống. Ở dưới đấy không có cái rau này đâu đúng không anh? Đấy. Không, đúng rồi. Cả nhà mình đồng khởi, em uống rượu thì hơi yếu nhưng mà quả vừa xong chén rồi. Nhìn rau dớn như là mới lạ. Không thấy ai bán. Anh khấn khởi cái là vừa nãy Thu Sơn cũng báo cáo với anh rồi là tới đây là Thu Sơn sẽ làm cái nhà mới là em đấy. Lúc nào mà xong tân gian mời anh ok. Nếu mà lúc nào mà chưa xong anh sang năm mới sang năm là xong lúc nào cứ báo anh trước khoảng 3 hôm. Vâng. 3 hôm thì anh xếp sắp anh sẽ lên dự tân gian mới của em. Anh em nói nào rồi chú ạ? Bố mẹ làm cho. Ờ thích nhưng mà cũng còn chú ấy sang năm 2024 làm nào phải kiếm một cô vợ về để cho cơm nước thì nhà cửa đỡ đần bàng thấy chưa? À đúng rồi. Chú mà cưới anh lên đúng 4 hôm. 4 hôm. Đấy thịt dúi. Thôi 4 hôm anh dài. Anh ăn miếng thịt dúi, mời cả nhà nhá, mời tất cả kênh Kumu TV ăn thịt dúi cùng anh em. Này từ bé này được ăn miếng thịt dúi đầu tiên. Thôi miếng đấy có vẻ là hơi ấy đấy, em cắp anh miếng này. Miếng này nó đùi này. To. Rồi. Vâng nó to. Cả nhà nhá. Đúng đi anh. Cái bì của nó hơi dài. Miếng dúi. Thế nào? Chắc là dai đâu biết. Dai giòn ấy, không phải là dai quá. À, trong nó dai nhưng mà ăn nó rất thơm. Có rất thơm nhá. Nó hơi dai nhưng mà nhái nhỏ nhỏ nó hơi ngại. Vì cái con này... Ở Phú Thọ ông ship xuống cho một con mà đúng không ăn nổi. Già quá. Cái bì nó chê quá. Cái gáy này nó dày như này. Như da bò luôn. Da bò. Dài nó dài. Không ăn nổi thì chắc lúc anh không để ý rồi. Nhưng mà anh không để ý được Thành không? Đây, anh em mình đã dùng bữa xong rồi các bạn ạ. Đấy, hôm nay thì cũng có bữa cơm thân mật nhẹ nhàng như vậy thôi. Anh mà thầy, hơi cặn càng tí sao giờ lại nói chung là anh em cũng uống hơi căng tí, đang bảo là đi uống cà phê và không biết có đi được không. Chào anh em khán giả kênh Cơm Quy TV nhá. Đấy, hôm nay thì lại một hôm nữa là anh Tĩnh mới ở anh Thành mấy anh em lên đây chơi với anh em cơm quê ở đây cũng không có gì nhiều, có mỗi tình cảm thôi các bạn ạ. Rất là tình cảm. Thứ hai nữa là cứ cây nhà lá vườn mình có gì thì mình tiếp tất cả mọi người đều như thế mọi người nhá. Ok. Đấy, các bạn xem video thì nếu mà rảnh có thể lên đây chơi với anh em cơm quê TV. Những giao lưu với anh em cơm quê TV thì một lần đã sướng nhớ mãi. Nhớ mãi quên. Đấy. Mình lên một lần rồi, lần thứ hai, lần thứ ba còn nhiều lần nữa. Là còn sẽ nhiều lần nữa để gặp anh Tĩnh để lên đây chơi và giao lưu với anh em cùng quê. Thì các bạn xem kênh thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để bình luận nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn nhá. Chào mọi người nhá.